thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang trong những ngày thời tiết giá rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, và đây cũng là đợt rét nhất trong vòng 8 năm qua. Vâng, và dự báo đợt rét hại lần này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 26 tháng 1, tức là thứ Sáu tuần này. Ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng tiếp diễn trong nốt hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ là từ 9 đến 11 độ C, Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 10 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Khả năng tiếp tục xảy ra băng giá ở các vùng núi cao Mẫu Sơn, Phía Oắc, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bình Liêu và Yên Tử. Vào sáng sớm nay thì đỉnh Mẫu Sơn vẫn là một trong những nơi tiếp tục có băng giá, và dự báo thì băng giá có thể xảy ra đến hết ngày mai. Nếu quý vị có ý định là đến Mẫu Sơn thì cần lưu ý tình trạng ùn tắc giao thông và tình trạng sương mù, nhất là vào buổi tối và sáng sớm. Sương mù bao phủ dày đặc từ cung đường cách đỉnh Mẫu Sơn khoảng 4 km, có đoạn sương mù dày tới mức mà lái xe không nhìn rõ phía trước, phải dựa vào tia phản quang để định hướng. Ngoài ra, do lượng du khách đổ về đông nên là giao thông bị ùn tắc, đặc biệt là vào buổi trưa và chiều. Có những đoạn đường hẹp chỉ hơn 3 mét khiến cho hai ô tô tránh nhau rất khó. Vì vậy, quý vị không nên dừng đỗ giữa đường để chụp ảnh và nhớ đi đúng làn đường của mình. Vâng, băng giá xuất hiện là sự mong chờ háo hức của du khách. Thế nhưng ở một khía cạnh là Mẫu Sơn. Đúng vậy ạ, trẻ em thì buộc phải nghỉ học, còn người lớn phải tìm cách để chống chọi với giá rét. Đặc biệt là thời tiết giá lạnh như thế này thì ảnh hưởng lớn đến đàn vật nuôi. Không thể chăn thả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều gia đình đã phải nấu cháo bổ sung muối để bảo vệ sức khỏe cho đàn châu bò. Đây là đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông cho đến nay. Và theo như dự báo thì hiện tượng băng giá sẽ duy trì trong ít nhất là 2 ngày tới. Con được nghỉ học 2 ngày nay rồi. Con ước mong trời ấm lên được để được đi học. Trời rét như thế này không dám thả châu bò đi đâu. Sợ nó chết thì nấu cám cho nó ăn, nấu cháo cho nó ăn. Lo châu bò bị chết mà. Vẫn lo chứ, mình nuôi nó sống, nó lại còn nuôi cả mình nữa. Mình nuôi được nó sống lên 3, 4, 5, 5 năm thì mình bán một con thì mình vẫn mua được thóc gạo đủ mình ăn. Và tại Hà Giang, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, rét đậm, rét hại kéo dài, những ngày này thì nhiệt độ xuống rất thấp, có nơi chỉ dưới 3 độ C. Vâng, và để đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như là các em học sinh thì nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống rét, ghi nhận tại huyện Mèo Vạc, một trong những nơi lạnh nhất tại Hà Giang. Tại điểm trường mầm non tiểu học thôn Mã Pì Lèng, xã Pài Lùng, nên nhiệt độ ngoài trời khoảng 5 độ C. Tuy nhiên, sĩ số học sinh trên lớp vẫn duy trì 99%. Quá trình học trên lớp, các em luôn được đảm bảo phòng kín gió và có không gian học tập ấm áp nhất. Với các em học sinh không đến trường, giáo viên sẽ đến từng hộ dân để thăm hỏi, động viên cũng như theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh. Ở lớp em thì cũng có phích điện để uống nước ấm để cho các cháu uống. Còn về đến giờ ngủ trưa thì các cháu cũng có đệm, có chăn để đảm bảo trong quá trình trẻ ngủ trưa là ấm, đảm bảo đủ ấm. Huyện toàn xã Pài Lùng, huyện Mèo Vạc có hơn 1.200 em học sinh ở 3 cấp học. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh chuẩn bị đầy đủ trang phục, chăn ấm cho học sinh, các đơn vị nhà trường cũng đã lùi thời gian vào lớp chậm hơn từ 20 đến 30 phút. Giờ học buổi chiều cũng được đẩy lên muộn hơn để tránh rét. Đối với học sinh bán trú, nhà trường quan tâm chế độ dinh dưỡng để các em có sức đề kháng tốt, yên tâm học tập. Nhà trường đã yêu cầu là dừng hết các hoạt động ngoài trời và yêu cầu tất cả các đồng chí giáo viên luôn luôn quan sát học sinh, xem các cái biểu hiện như ông may các em nó có bị lạnh quá hay như thế nào thì phải có cái báo cáo luôn trực tiếp với nhà trường để nhà trường có những phương án. Thời tiết rét đậm rét hại được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài. Do đó, sự chủ động tích cực của người dân và chính quyền địa phương trong phòng chống rét đậm rét hại là rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe, nhất là vào thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Còn tại Hà Nội, hôm qua nhiệt độ dưới 10 độ C và theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thì học sinh mầm non tiểu học sẽ được nghỉ học. Tuy nhiên thì các trường học vẫn tiếp nhận học sinh theo nguyện vọng của gia đình. Không có hiện tượng học sinh phải quay về nhà do trường học đóng cửa. Các trường mầm non tiểu học đều có phương án quản lý chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con tới trường. Dự báo ngày hôm nay thời tiết tiếp tục rét đậm rét hại. Các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm và đặc biệt là không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Và thời tiết tại Hà Nội lạnh sâu, càng về đêm càng lạnh. Thế nhưng mà với những người lao động, họ vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm để giá rét. Vâng, vất vả hơn, khó khăn hơn. Thế nhưng vẫn phải kiên trì để có tiền chăm lo cho gia đình và chuẩn bị cho Tết. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Thanh Huyền, Văn Lương ngay trong tối ngày hôm qua.
Từ sáng tới giờ người lái xe ôm này mới chỉ có 2 quốc khách, chưa bằng 1 phần 10 mọi ngày. Trời đã muộn nhưng anh chưa về, cố thêm một chút chỉ mong đủ tiền ăn. Bến xe được vắng lắm, không có khách, mà rét buốt là đi taxi hết ô tô. Không có khách mà vất vả làm ăn mưu sinh rồi khó kiếm ăn. Đốt lửa, mặc nhiều lớp áo là cách những người phải làm việc ngoài trời giữ ấm khi đêm đến. Nếu không có sức khỏe tốt, không thể làm việc được trong điều kiện thời tiết như thế này. Có một vài khách nhưng mà không đi được, rét quá. Cố để chạy để kiếm thêm thu nhập, gần Tết đến nơi rồi nhưng mà thời tiết nó lạnh quá, đột ngột quá. Rét quá. Anh Cường bày quất bán Tết mấy ngày Hà Nội mưa lạnh. Anh thức cả đêm ở trong quán, ăn ngủ trên vỉa hè. Trời lạnh buốt khiến công việc vất vả hơn, nhưng trên hết là lo lắng vì chẳng có mấy người đi lại. 3 ngày nay chỉ bán được 3 cây quất. Kinh tế năm nay cũng khó khăn nên là buôn bán năm nay cũng kém, không được như mọi năm. Cũng vất lắm nhưng mà nhà lông thì cũng không làm, là phải làm thôi. Đi quanh các con phố Hà Nội, không khó bắt gặp nhiều người lao động tự do làm đủ các nghề khác nhau. Việc buôn bán ngày mưa rét với nhiều người chỉ bằng 1/3 ngày thường. Dù biết buôn bán ế ẩm nhưng không ai ở nhà. Chỉ mặc 4-5-6 áo thôi. Có lúc mặc cả áo mưa bán hàng. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, cuộc sống mưu sinh của những người lao động càng trở nên vất vả hơn. Tuy nhiên dù nắng hay mưa, dù lạnh hay nóng thì họ vẫn sẽ ra đường làm việc. Bởi kiếm được đồng nào thì hay đồng đấy để lo cho gia đình, nhất là khi Tết cận kề.